Hai các bạn nha, hôm nay thì hãy cùng mình trải nghiệm cái tôm hùm đất đóng hộp, một sản phẩm của nội địa Trung nha các bạn. Cái hộp này thì có trọng lượng là 100 kg và mình mua với giá là 60k. Bây giờ hãy cùng mình bóc ra và trải nghiệm thử nha. Mời các bạn nha. Ủa, cái này mình thấy ăn rất là cay các bạn ạ. Và cái thịt tôm thì nó hơi bở bở một chút. Cái vỏ của nó thì rất là cứng. Cái con tôm này ấy, nó rất là nhiều vỏ và vỏ của nó thì cứng. Mình thấy là ăn cái thịt nó không được nhiều ấy. Cái tôm này thì mình thấy là chủ yếu là họ cho phần đuôi thôi, còn đầu thì mình thấy là không có. Cái tôm này mình thấy là ăn nó rất là ít thịt nha các bạn. Và cái con tôm ở bên trong ấy thì mình thấy là nó hơi bở bở một chút. Còn cái nước ấy thì mình thấy là ăn nó gần giống như kiểu là cái lẩu tứ xuyên ấy các bạn ạ. Và mình thấy là nó cũng có khá nhiều dầu mỡ nha. Khi mà ăn ấy thì nó có một chút vị ngọt này, vị mặn này và cực kỳ là cay nha. Nói chung là mình thấy vẫn thua tôm Việt Nam vẫn ngon hơn nha.